Hello, hello mọi người, chào tất cả mọi người đến với chợ Cầu Báu Vĩnh Phúc, Văn Giang, Hưng Yên. Nay là một buổi sáng, cùng giờ cũng khá là nhộn nhịp, rất là đông, cũng có khá rất là đông mọi người đến mua hàng hóa tại khu vực chợ Cầu Báu Vĩnh Phúc, Văn Giang. Ở đây đây thì bán cũng rất là nhiều các đồ về hoa quả, rau củ quả và tất cả các thực phẩm khác. Đây mình sẽ đi cho tất cả các bạn. Quay làm gì này? Dạ. Giới thiệu khu vực Cầu Báu. Đây là những quang cảnh ở một khu đường mới đi. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đi đến nơi nơi khác. 7856 và 55 bán đi đấy thôi. Cũng giờ cũng tầm khoảng hơn 8 giờ rồi nhưng mà vẫn còn rất là đông. Dạ. Dạ, bà cứ ăn tự nhiên không làm sao cả. Bao tiền mới giao bà? Bao nhiêu tiền mớ bà ơi? 5.000 lấy 7.000 vào. Mấy nghìn? Mấy nghìn? 5.000. 13.000. Còn mấy nghìn? 5.000 để cho cô cháu một mớ. Ai ăn cháu tặng luôn. Ai ăn cháu tặng luôn mớ. Dạ vâng, đây chị lấy tự nhiên mớ. Rau sạch đúng không? Nhiều sâu như thế là cô biết rồi. Một mớ đúng không? Hai mớ 14.000 quá ngon. Ngon nhỉ. Quá sạch luôn. Rau sạch đây 14.000 nhá cô nhá. Hai mớ bà. Bà ngồi đây cho bán cho một lúc chắc là hết. Hai mớ. Anh quay lên hai mớ nữa. Là giá lại 3.000 nữa. Không nghe giống gì cả. Trong đưa 1 đồng rồi. Trong đưa 7.000 giá lại 3.000 rồi. Đây đấy, tính tiền nhanh lên. Ai mua rau đi, 5.000 hai mớ nào. 5.000 hai mớ. Ai mua rau đi, 5.000 hai mớ đây. Bây giờ mình lại đi di chuyển sang các cái khu vực bán hàng khác. Xin chào cả nhà nha. Các cô thường xuyên bán ở đây. Ở đây có gà hai nắng ạ. Chợ cũng khá là đông đúc. Bà bán các cái hàng đồ khô đây. Vâng. Thank you.
Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiến vào khu vực bên trong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.